thời gian. Mà nay lòng người nhiều thay đổi và đen nhạt thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng đầy nhớ thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dàn hoa leo quanh nhà nghe tơ tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe cuốn chuông này là buồn vui quay con máu thoáng nghe lệ ướt mi. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe cuốn chuông này là buồn vui quay con máu thoáng nghe lệ ướt mi. Cảm ơn em. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn giọng ca của anh Khôi.